Rồi, Nhật Nam xin chào các bạn nhé. Thì hôm nay mình lên clip mình cập nhật ít iPhone cũng như là có luôn cả Android đời cao. Mà mình thấy đây là dòng Note không à. Thì các bạn theo dõi kỹ clip để chọn mua cho mình sản phẩm ưng ý nhé. Đầu tiên thì giới thiệu đến các bạn cái dòng sản phẩm mà 5 SE đi. Cái dòng mà gọi là chuẩn cái chất sưu tầm. Thì dòng sản phẩm này ở đây mình vẫn còn khá là nhiều hàng. Và chỉ 3 màu. Màu trắng, màu hồng và màu gold. Đều là phiên bản 32GB, máy mã Nhật rất là chất, tình trạng zin nguyên bản, có pin 80 mấy phần trăm và 90 mấy phần trăm. Thì giá sẽ như sau: 2 triệu 1 đối với màu hồng, 2 triệu 2 đối với màu trắng, 2 triệu 3 đối với màu gold. Khi các bạn lựa pin trên 90 phần trăm sẽ phải thêm 100 nghìn nữa. Đấy, lưu ý là như vậy. Tất cả giá báo ở shop di động Nhật Nam ở năm 2021 này là giá báo máy trần, không kèm bất cứ một phụ kiện nào, bao gồm cả sạc hay là tai nghe hay là dán cường lực ốp dẻo. Tức là các bạn khi mua với cái giá mình báo trên kênh đây là chỉ có mỗi cái máy thôi, và sẽ phải thanh toán cả tiền phí ship vì Nhật Nam không bao phí ship. Đấy, ok chưa? Còn lại những bạn nào muốn mua thêm sạc, tai nghe, dán cường lực ốp dẻo, bất cứ phụ kiện gì, cộng thêm tiền các bạn nhé. Đấy, máy khá là keng, khá là chất, bản 32GB, máy mã Nhật, ngoại hình đẹp keng hết nha. Mình sẽ không chụp hình ảnh qua Zalo cho các bạn bởi vì mình khá là bận. Máy của mình rất là chất. Các bạn cứ đăng ký kênh theo dõi lâu dài. Ok rồi thì chúng ta hãy đặt hàng. Rồi tiếp theo đây có sản phẩm iPhone 7 nhỏ 128GB. Mình không còn nhiều, mình còn 3 máy. Mình hạ giá bán nốt cho hết hàng. Một máy màu đen bóng, một máy màu gold và một máy màu hồng. Tình trạng máy zin nguyên bản chỉ thay pin. Zin nguyên bản chỉ thay pin là sao? Nói sơ tí để mọi người hiểu rõ. Tức là cái máy này trước đó là zin nguyên bản mình nhập về, nhưng nhập về pin nó hư. Mình đã mở ra mình thay pin các bạn nhé. Chính mình mở ra thay pin và kiểm tra men máy bên trong. Bao zin nguyên bản như là men zin, màn zin, vỏ zin các kiểu, chỉ thay mỗi viên pin EU vào rồi. Các bạn về chỉ việc dùng, không cần phải thay nữa. Đây là iPhone 7 phiên bản 128GB, máy mã Mỹ các bạn nhé. Mã Mỹ nha, mã LL trên A. Có giá bán ngày hôm nay đối với màu đen và màu hồng ở đây là 3,9 triệu, màu gold 4 triệu. Chỉ còn duy nhất 3 máy, mình thanh lý nốt đợt hàng này để cho nó về đợt hàng khác. Rồi tiếp theo, trịnh trọng thông báo đến bạn dòng sản phẩm iPhone XS màu đen và màu gold. Màu đen có giá bán là 7,990,000 và màu gold có giá bán là 8,390,000. Mình vẫn còn hàng đây nhá. Tất cả là hàng zin nguyên bản nhà sản xuất, với tình trạng máy đẹp từ 99 đến keng. Từ 99 đến keng. Rất là chất, zin nguyên bản nhà sản xuất, mã Mỹ 64GB, iPhone XS chuẩn chỉ. Giá thì mình thấy chỉ bằng cái iPhone X thôi nên không cần phải lăn tăn. Đợt hàng này đợt hàng thanh lý, mình thanh lý tổng cộng được 60 máy, hôm nay chỉ còn 4 máy đây thôi. Bạn nào chưa kịp mua thì đây là cái cơ hội để các bạn sở hữu sản phẩm cấu hình rất là khủng, iPhone XS nha, khủng bằng XS Max đấy, nhưng mà màn hình hiển thị là 5.8. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có cái bản 256GB để cho các bạn mua. 256GB này của mình thì rất là chất, rất là keng. Nó là bản Nhật, 256GB và chỉ có màu gold thôi. 256GB rất là keng nhá. Mình khẳng định con này rất là keng, không có 99 chiếc gì hết, keng. Đấy, đẹp cực kỳ luôn. Đẹp tuyệt vời ông mặt trời. Mã Nhật, bản 256GB, tất cả đều có tình trạng pin là 9X, tức là trên 90%. Giá bán sẽ là 9,900,000. 9,900,000. Rồi, tiếp theo mình giới thiệu sơ qua sản phẩm iPhone 8 Plus, cái sản phẩm mà mình đang làm event chương trình giảm giá 80.000 subscribe của kênh Di động Nhật Nam. Nào, có 4 màu đây và số lượng rất là nhiều. Số lượng thì mình xin phép bật mí đến các bạn rằng khoảng 100 máy như thế này, hàng zin keng nên các bạn đừng lo hết hàng. Zin keng nhá, rất là đẹp. Zin keng tức là gần như mới, đẹp keng luôn. Chuẩn chỉ 64GB, máy zin nguyên bản nhà sản xuất và là bản Mỹ các bạn ha, mã Mỹ. Có 4 màu. Thì chúng ta sẽ có cái giá là màu trắng và màu đen là 4,5 triệu, màu đỏ và màu gold là 4,7 triệu các bạn nhé. Tùy bạn cứ việc chọn màu thoải mái. Tiếp theo, 8 nhỏ rồi thì phải có 8 Plus, tức là 8 to. 8 Plus này thì hôm nay chỉ có 2 màu. Màu đỏ và màu gold. Màu gold là zin nguyên bản và đã bị thay pin. Đã bị thay pin rồi phải thêm tiền đấy. 7,200,000. 7,200,000, màu đỏ chưa thay pin vì màu đỏ này tình trạng pin còn dùng được 80%. Máy khá là keng ha. Các bạn thấy cũng thấy đây, rõ ràng rất là keng.
sẽ có giá bán là 7 triệu bạn nhé, 7 triệu, màu đỏ 7 triệu và màu gold thay pin rồi 7 triệu 2. Đấy, đúng phải thay pin, không phải không mất tiền đâu, thay pin mất thêm tiền đấy. Chứ đừng có tưởng thay pin là thay miễn phí nhé. Rồi, tiếp theo có iPhone 7 nhỏ, mã Asia phiên bản 32GB, hôm nay mình cũng giảm giá luôn, bán cho bạn với giá 3 triệu rưỡi thôi. Một máy duy nhất khá là keng, tình trạng zin nguyên bản nhà sản xuất, pin zin còn 95%, máy khá là chất, màu gold. Đấy, có vài chấm nhẹ vành camera không đáng kể, rất là ngon lành, vẫn đạt tiêu chuẩn gần keng, chuẩn chỉ luôn. iPhone 7 32GB bạn nhé, bình thường 32GB, màu gold. Một máy duy nhất thôi, 3 triệu rưỡi. Rồi tiếp theo giới thiệu đến bạn cặp Samsung Galaxy Note 10 cộng, hay còn gọi là Note 10 Plus, hàng chính hãng nha. Đối với dòng sản phẩm Samsung này thì Nhật Nam lại quan điểm rõ ràng với bạn rằng là mình không bán hàng sách tay. Đấy, lâu lâu mình có một vài máy mình thanh lý thì nhiều bạn lại nhảy vào để nói không phải, cái thanh lý là nó khác, còn chả có cái của gì là cái của vứt đi cả, đúng không? Ve chai còn bán được tiền. Cái của thanh lý là thanh lý đúng với cái của nó, thì ai vô tình đi ngang đây cần sản phẩm đấy thì mình mua, đúng chưa? Còn sản phẩm mình bán hàng ngày là sản phẩm như nào đó mình cam kết. Còn sản phẩm thanh lý là nó chỉ có số ít, có một vài cái trong cái video đó mình thanh lý cho các bạn là khác. Nên một số bạn để lại bình luận là mình thấy như vậy, mình giải thích như thế nhá, để bạn hiểu rõ hơn về shop. Bởi vì trên đời này không có gì là vứt đi cả, và cũng chả cho không ai gì cả. Chỉ bố mẹ mình mới hy sinh cho bản thân mình và cho mình tất cả, thậm chí là cả tuổi thanh xuân. Ok chưa? Còn ngoài ra không có một cái thằng người dưng nào mà cho mình cái gì đâu. Thế đi, cho dễ hiểu. Và quay trở lại với cái cặp Note 10 cộng hay Note 10 Plus này, sẽ có cấu hình khá là khủng, RAM 12GB, bộ nhớ là 256GB, ngoại hình rất là chuẩn chỉ, rất là manly. Đấy, và đây có hai màu, màu đen và màu ánh bạc. Màu ánh bạc luôn luôn hot hơn, luôn luôn đắt hơn, sẽ có giá bán là 12 triệu và màu đen là 11 triệu 700. Đây là sản phẩm chính hãng, chính hãng, zin nguyên bản nhà sản xuất và vừa chớm hết bảo hành. Đấy, ok. Và các bạn vẫn được bảo hành đến shop Nhật Nam 1-1 trong vòng 3 tháng nếu có lỗi của nhà sản xuất. Đấy, khá là yên tâm các bạn nhé. Note 10 cộng hay gọi là Note 10 Plus chính hãng. Rồi tiếp theo mình có một con Note 10 nhỏ. Thì bạn thấy hình dạng nó cũng chả khác gì Note 10 cộng. Con này có thể nói gần như là máy mới. RAM 8, bộ nhớ 256GB, size nhỏ hơn, màn hình vào khoảng 6 inch 3. Rất là chất, chính hãng luôn, chứ không phải là hàng sách. Có giá bán là 9 triệu 200 nghìn thôi. Hàng sách lại cứ phải rẻ hơn 2 triệu, hơn 2 triệu. Hôm trước mình có bán dùm cho ai đó một con hàng sách Hàn đó, giá có 6 triệu mấy đó các bạn. Đấy, chứ nên đừng so với hàng chính hãng nhá. Thấy nhiều bạn so mà hơi khập khiễng. Rồi, bên cạnh đó thì mình còn một con máy màu hường nam tính, full hộp luôn. Tức là hàng thanh lý tồn kho trưng bày, lâu ngày không bán được. Đầy đủ phụ kiện zin kèm theo vẫn còn đây. Màu hường khá là mới. Và với việc là có đầy đủ hộp phụ kiện thì con hàng này sẽ có giá bán là 9 triệu rưỡi bạn nhé. Màu hường nam tính. Đấy, rất là chất. Rồi tiếp theo thì chúng ta trở lại với iPhone. Ở đây mình có một cặp iPhone 11 Pro Max. Một con keng và một con 99. Thì sẽ có giá bán cũng khác nhau để mình phân biệt rõ cho các bạn. Con màu xanh này là con hàng 99 của mình. Tất cả mọi thứ, mọi cấu hình, mọi chức năng như nhau, như con màu trắng này thôi. Nhưng vỏ sườn của con này có những cái vết chấm rất là nhẹ, do dùng ốp mà không kỹ, rất nhẹ thôi, nên là đạt tiêu chuẩn 99% nhá. Dư sức, lưng sau đẹp keng, mắt camera không chảy xước hết, chuẩn chỉ 3K. Dòng iPhone 11 Plus, à 11 Pro Max này có hiển thị màn hình là 6.5 inch. Khá là chất, chuẩn, cấu hình khá là khủng. Zin nguyên bản nhà sản xuất, mã Mỹ, quốc tế Mỹ nhá, bản 64GB, màu xanh rêu. Có giá bán chỉ có 17 triệu 8 thôi. Đấy, 17 triệu 8 thôi. Tuy nhiên, đến cái con màu trắng này, lý do là hàng keng thì phải đắt hơn. Đúng không? Hàng keng, keng tức là vỏ viền là gần như mới, không có bất kỳ một cái chấm phẩy gì hết á. Đúng không? Không chấm hỏi, chấm cảm, chấm phẩy gì hết á. Đấy, rất là len keng như xà beng. Và màu trắng sữa rất là chất nha, trắng ngọc trinh luôn, trắng như bông bưởi đây. Máy zin nguyên bản cũng là quốc tế Mỹ, 64GB, sẽ có giá bán là 18 triệu 500 nghìn. Nói chung 11 Pro Max của mình thấy là giá bao rẻ nhất thị trường, khá là chất. Rồi, tiếp theo mình giới thiệu đến các bạn một con hàng khá là hot, đó là con iPhone 7 Plus. 7 Plus này thì dòng này thì có màn hình 6.5 inch rồi, to như 8 Plus nha, như 8 Plus, như 6S Plus.
Và sản phẩm này zin nguyên bản, nhập về thì mình thấy pin nó hư nên mình đã thay pin. Nên gọi là zin nguyên bản nhưng đã thay pin nhá. Thay pin rồi tốn thêm tiền pin. Và ngày hôm nay có một máy duy nhất màu hồng đây, chuẩn quốc tế Mỹ 32GB. Đã thay pin rồi, về chỉ việc dùng không cần phải thay nữa. Bởi vì dòng sản phẩm này theo mình được biết cũng sản xuất 2017 rồi, đến nay 4 năm rồi. Các bạn biết khi chúng ta mua một cái ô tô này hay là một cái xe máy này với giá trị rất là cao thì các bạn đi vào khoảng, mình đoán là cũng vào khoảng 4 đến 5 năm là chúng ta cũng phải thay cái bình điện. Mặc dù cái xe đó của chúng ta có thể đi đến 2-30 năm các bạn nhé. Nên khi mà nói về năng lượng, nói về điện thì nó chỉ có xài định kỳ như thế thôi. Đấy, mình ví dụ cho bạn dễ hiểu. Pin là phải thay, không việc gì cả. Quan trọng bên mình thay pin EU vào là bạn yên tâm rồi. Pin zin EU rất là chất nhá. Mình bán ra mình thay là chưa ai phàn nàn gì hết á. Rồi ok, và sản phẩm này có giá bán sau khi mình đã thay pin ngon lành rồi, các bạn mua chỉ việc dùng. Đây, vẫn zin nguyên bản, các bạn nhìn mắt cam này không hề có một tí gì bụi bặm. Giá là 5 triệu rưỡi bạn nhé, iPhone 7 Plus và không có nhiều. Có mỗi máy màu hồng và một máy màu đen đây. Máy màu đen đây do cấn nhẹ tí. Đẹp quá, màu đen nhám zin hết nhưng họ bỏ vào túi chắc cấn vào chìa khóa hay gì đó đây này, nó lóp một tí ở cái chỗ sườn không ảnh hưởng đến bên trong máy đâu. Mình đã mở ra kiểm tra để kiểm chứng cái điều đấy nhá. Máy màu đen nhám. Con này thậm chí được mã ZB tương đương với mã VN. Và lý do nó có tí đây, mình bán cho bạn với giá 5 triệu 3 thôi, có mỗi một máy thôi nhá. 5 triệu 3, 7 Plus 32GB đấy. Rồi tiếp theo, đến dòng màn hình to cho các bạn nữa đây. Đó là dòng 6S Plus nha các bạn. 6S Plus. Màn hình 5 inch rưỡi luôn. Con này thì đặc biệt zin nguyên bản, mình nhập về zin nguyên bản, pin nó cũng hư. Mấy con này thì mình sẽ bán cho các bạn với giá sau khi đã thay pin. Bởi vì thực tế là các bạn mua về chỉ việc dùng cho nó khỏe, chứ biết gì về máy để mà thay, mà ra nhỡ chẳng may lại vỡ cái màn hình hay là chọc cái nhíp vào nó cháy pin ra thì lại tội đúng không? Đấy, zin nguyên bản nhà sản xuất. Đẹp long lanh, không tì vết. Mặc dù đã được sản xuất tới 6 năm, 7 năm rồi nhưng hàng này giống kiểu tồn kho thanh lý nên nó còn zin từ A đến Z như thế này. Đấy, và để lâu năm thì pin nó cũng phải hỏng thôi. Đấy thì chúng ta thay pin. Kiểu nó tồn kho bên nước ngoài các bạn, đến bây giờ nó mới thanh lý kho ra được, nó mới mang về. Bên nước ngoài người ta xài có định kỳ là người ta phải thu vào kho. Đấy chứ không dùng như bên mình, có nghĩa là cứ vẫn hoạt động tốt cho đến khi nào hỏng, đúng không? Đấy thì sản phẩm này hôm nay chỉ có 3 màu. Màu gray tức là màu xám đen, màu xám lông chuột đây này. Đấy, mặt trước màn hình đen, mặt sau là màu xám, gọi là màu gray nhá. Rồi màu silver hay là còn gọi là màu bạc trắng, lưng sau màu bạc, mặt trước màu trắng gọi là màu silver. Và đây là màu hồng, mặt trước cũng màu trắng, mặt lưng sau màu hồng. Sẽ cùng có giá bán sau khi mình đã thay pin zin EU vào cho các bạn là 4 triệu 1 trên một sản phẩm các bạn nhé. 4 triệu 1. Rồi tiếp theo đây mình có một con hàng rất đặc biệt. Con 7 Plus nhưng mà phiên bản khá là cao, mã ZB. Tình trạng pin có 81% thôi nhưng là bản 256K màu đen bóng. Máy rất là chuẩn chất để sưu tầm, màu đen bóng mà còn đẹp như thế này thì khá chất, bởi màu đen bóng theo mình được biết là khó giữ cái lưng này nó đẹp như thế này lắm. Đấy. Và đây là zin nguyên bản nhà sản xuất, chính hãng zin từ pin nha. À pin 83. Pin 83 còn dùng được nên không phải thay nên mình bán luôn. Bán luôn cho các bạn với cái giá là 6.300.000. 6.300.000. Các bạn lưu ý đây là phiên bản 256GB nha. Có nghĩa là lăn lê bò càng ra chụp ảnh quay phim cũng không thể nào đầy được máy. Đấy. Rồi tiếp theo đây thì mình sẽ có bản XS Max, mã của Anh, mã một con máy mã châu Âu khá đặc biệt. Bạn nào thích nước Anh, thích Vương quốc Anh thì sở hữu ngay con này. Với tình trạng zin nguyên bản nhà sản xuất màu đen, tình trạng pin 89%, zin nguyên bản nhà sản xuất. Con này khá là keng cũng như khá là chất. Chuẩn chỉ zin keng. Có giá bán là 11.500.000 các bạn nhé, 11.500.000. Rồi tiếp theo mình có một con tai nghe không dây của Samsung, dòng hạng sang Galaxy Buds cộng, hàng tồn kho thanh lý. Với giá lúc trước niêm yết trong các shop thế giới động FPT các cái là 4.490.000. Hôm nay mình có một máy tồn kho thanh lý, một cái tai nghe chứ, tồn kho thanh lý. Con này xài rất chất nha. Có bao gồm cả cái hộp sạc của nó, giữ được pin rất là nhiều để khi đi ra ngoài bạn vô tình hết pin nó bạn sạc này, đấy. Nó dạng như sạc dự phòng cho tai nghe đấy. Rất là chất cái đốc sạc đấy. Thì con này sẽ có cái giá bán là 2 triệu rưỡi các bạn nhé. 2 triệu rưỡi có một cái thôi. Rồi tiếp theo bên cạnh đó thì ở shop nhà Nam cũng vẫn còn cái dòng sản phẩm sạc dự phòng 10.000 mAh. Hôm nay có giá bán là 130 đấy. Giá rất là rẻ để bán cho các bạn đấy. Rồi. Tiếp theo đây còn duy nhất một con 6S
6S này thì màn hình có 4 in 7 thôi, và nó cũng to như iPhone 7 nhỏ đây nhá. 7 thường là nó cũng bằng nhau này, cùng size này. Đấy. Đây, và nó sẽ nhỏ hơn 6S Plus đây nhá. Thì 6S này là phiên bản 64GB, máy chuẩn zin, ngon lành cành đào. Con này mình nghĩ cũng phải thay pin, bởi vì con này pin zin còn có 82%. Thay pin, và sau khi đã thay pin thì còn duy nhất một con này mình bán ra cho các bạn với giá 3 triệu nhá. Mình thay pin luôn, cam kết là đây là một con hàng keng 64GB. Chuẩn chỉ luôn, rất là chất, và có một máy duy nhất thôi, để mình xem mã gì luôn cho các bạn yên tâm luôn. Rồi tiếp theo giới thiệu đến các bạn một con sản phẩm Oppo Reno 4 rất là chất. Một con sản phẩm có thể nói là hàng cực kỳ đỉnh của hãng Oppo. Reno 4 Pro với thiết kế màn hình cong, ngoại hình rất là đẹp, chuẩn chỉ. Hàng này còn bảo hành chính hãng. 2 SIM, 4 camera sau. Bộ nhớ RAM 8GB, bộ nhớ trong máy là 256GB, máy vẫn thoải lưu trữ. Và Oppo thì bạn biết rồi, chụp hình quay phim rất là chất. Máy này khách mua hàng rất là kỹ, còn dán BVF đằng trước này, nên là chuẩn là một con hàng gần như mới, hàng keng như mới. Có giá bán ngày hôm nay là 7 triệu rưỡi các bạn nhé, 7 triệu rưỡi. Và mình có Oppo Reno 4 ở đây nữa, rất là keng, thậm chí còn bảo hành thế giới di động rất là lâu. Giá bán chỉ có là 4 triệu 900 nghìn thôi. Con này RAM 8, bộ nhớ là 128GB, màu xanh rất là keng. Còn bảo hành đến tháng 12 thì khá là yên tâm các bạn nhé. 4 gam sau, màu xanh. Đây, còn cả cái miếng này chưa lột ra thì bạn biết rồi, nó chuẩn đến mức nào rồi ha. Giá bán là 4 triệu 900 nghìn các bạn nhé, Oppo Reno 4. Rồi, vừa rồi giới thiệu đến các bạn khá là nhiều dòng sản phẩm iPhone cũng như là Android. Bạn nào kết cái máy nào hãy alo cho mình nhé. Con này thì thôi cứ tính là thay pin đi, bởi vì pin 82 thì không sơi được nữa rồi, còn một máy duy nhất thôi, 3 triệu, màu silver. Các bạn hãy liên hệ mua hàng qua một trong hai số điện thoại sau để tránh bị nhầm lẫn và lừa đảo, đó là số 0979 782366 hoặc là số 0367 709123. Hai số điện thoại của mình đều được để dưới góc phải màn hình đây nhé. Đều được chạy ở dưới góc phải màn hình ở video và dưới phần mô tả, cũng như là trên Google Maps, Google tìm kiếm, trên Facebook cá nhân của mình đều có số điện thoại mình. Các bạn lưu ý đừng liên hệ và đặt cọc vào bất cứ một số điện thoại nào khác hai số đó để tránh bị lừa đảo các bạn nhé. Mình có shop ngay sát cổng chợ Ngọc Lâm, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Mọi người ở gần khu vực đó thì đến trực tiếp shop mình xem và mua hàng, còn những bạn ở xa yên tâm mua online, hàng đến các bạn được kiểm tra hàng, chỉ phải đặt cọc trước từ 1 cho đến 500 nghìn thôi các bạn nhé, không phải trả hết tiền trước, nên khá là yên tâm, khá là an toàn. Cảm ơn mọi người luôn yêu mến ủng hộ kênh. Các bạn nhớ like, share và subscribe kênh để ủng hộ cho mình nhiều hơn. Chúc các bạn một ngày mới thật là nhiều niềm vui, sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.